Ngày 11 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Hoài Phong 2002, ngụ xóm Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo thành tựu điều tra, Phong và N.T.B.A. sinh ngày 3 tháng 9 năm 2006, ngụ quận Ninh Kiều, có mối quan hệ yêu thương từ giữa năm 2015 thông qua mạng xóm hội. Trong thời gian quen nhau từ tháng 7 năm 2018 đến ngày 27 tháng 9 năm 2019, Phong lợi dụng sự ngây thơ thiếu hiểu biết của bạn gái, 17 lần dụ dỗ quan hệ tình dục. Đến ngày 2 tháng 10, phụ dương của M.A. phát hiện vụ việc nên đến công an trình báo. Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra thụ lý làm rõ.